Khóa 18A thì theo em thấy thì có khả năng là do khách sử dụng khóa chưa đúng, tức là khách lúc mà thêm vân tay thêm vị trí sai, tức là thêm một vị trí một lần thôi, nó yêu cầu 4 lần nhưng mà mỗi lần đặt vân tay vô chỉ đặt một lần thôi, thì đặt một vị trí thôi trên vân tay mình á, thì khi mình chỉ cần để vân tay ở chỗ khác thôi thì nó sẽ là nó không nhận nữa. Ví dụ như em này, em thêm một vị trí đây thì nó nhận rồi nè, à, em để qua vị trí khác nè, đây để một vị trí khác nó không nhận nè, thì ngón tay này em thêm á, em thêm đều hết trên đây luôn, đây, em để đây nè nó nhận nè, rồi em nhích ngón tay một xíu nè nó vẫn nhận nè, nhích lên xíu nữa nè nó vẫn nhận nè, thì chứng tỏ là lúc mà khi thêm á mình không có thêm hết trên cái tay nè, 4 lần thì mình thêm đều hết vị trí trên cái tay này, thì khi mình đặt vô vị trí nào thì khóa cũng mở. Nhưng mà khi mà trường hợp khách mà chỉ thêm đặt một vị trí này thôi, đặt vô ra vô ra vô 4 lần, thì khi mà khách sử dụng á chỉ cần để lệch một chút thôi thì nó khóa sẽ báo sai nhanh. Bây giờ anh thêm bước đầu thêm nè, đầu tiên á thì tay mình phải khô nha, sau mình đặt một vị trí đầu tiên đây một lần, sau nhấc tay lên và để một vị trí khác, nhấc tay lên và để vị trí khác nữa, rồi mình để bằng đầu ngón tay nữa, mình để thật nhiều vị trí lên, càng nhiều thì nó càng dễ mở nha. Rồi xong bây giờ mình để nè, rất là nhạy nè, rồi để vị trí khác nè, rồi nó vẫn mở nè, rồi đầu ngón tay nè nó vẫn mở nè. Rồi, trường hợp mà khi mà một khách đó đã không mở được nhiều lần đó, nó khóa cái khóa luôn, tức là bây giờ em sẽ đưa vị trí, đưa ngón tay khác nó khóa nha. Có một người nào đó khi mà đã nhập sai vân tay nhiều lần rồi thì nó sẽ khóa luôn, và dù vân tay đúng nó vẫn không mở nha. Đây. Nó sẽ báo báo hệ thống nó khóa rồi. Ví dụ bây giờ mình nhập một mã cũng không được nè. Rồi. Vân tay đúng cũng không mở được nè. Này. Bắt buộc lúc đó thì bắt buộc mình phải đợi, hoặc là mình sẽ sử dụng mở khóa bằng ứng dụng thì nó sẽ mở khóa luôn. Sau mình sẽ sử dụng khóa như bình thường. Tay của khách nó bị ướt, tức là những người mà ra mồ hôi tay á, bị phong thấp á anh, thì cái vân tay nó sẽ không không nhận nhanh. Thì do khách, em nghĩ là khách phòng trọ nên thì sẽ có xác suất người có bị vân tay không sử dụng được.